Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các quý Phật tử chùa Tượng Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đề tài hôm nay thầy kính gửi đến quý vị là sáu loại sức khỏe quý hơn vàng. Hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, nhằm 18 tháng 2, 2019. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, toàn nhân dân Hà Tĩnh tưởng niệm lần thứ 228 năm Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác qua đời. Không chỉ có công xây dựng chùa Tượng Sơn, nhờ đó mà chúng ta có cơ hội tu học Phật. Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông đó để lại nhiều tác phẩm, trong đó quyển Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập với 66 quyển, chứa đựng những lời dạy rất quý báu về y đức, y lý, y thuật và dược liệu. Trong 45 ngày làm nghề thuốc chữa bệnh của người đó, Hải Thượng Lãn Ông đã sưu tầm cũng như phát hiện ra 300 vị thuốc mới, tập hợp được 2854 tòa thuốc khác nhau nhằm mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho con người. Đó là đóng góp rất to lớn cho nền y học Việt Nam từ thế kỷ 18 cho đến bây giờ. 71 năm tồn tại trong cõi đời, từ năm 1720 đến năm 1791, Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong lĩnh vực Đông y Việt Nam. Tất cả chúng ta, những người dân Hà Tĩnh, may mắn có được Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông và quần thể di sản văn hóa lịch sử cấp quốc gia gồm mộ, tượng đài, nhà thờ và chùa Tượng Sơn đó, là di tích gắn liền với cuộc đời của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để hoan nghênh. Sáu loại sức khỏe sau đây đó là rất cần thiết, có giá trị hơn cả vàng bạc và những giá trị vật chất mà con người có thể đạt được trong đời. Điều một, sức khỏe thể chất. Theo y học hiện đại đó, sức khỏe thể chất lệ thuộc vào gen
di truyền của cha mẹ ông bà hết 70%, 30% còn lại đó lệ thuộc vào chế độ sinh hoạt, gồm ăn uống với thực phẩm an toàn, sống trong môi trường không ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, ăn đủ chất, uống trung bình 2 lít nước mỗi ngày, ngủ đủ giấc, ngủ sớm và thức sớm, vận động toàn thân qua các loại thể thao như chạy bộ, bơi lội, võ thuật, yoga hay khí công thiền. Đó là những yếu tố dẫn đến sự tăng trưởng sức khỏe của cơ thể. Ngoài những điều này ra đó, thì trong kinh Phật đó đề cập đến những yếu tố mà chúng ta cần phải bổ sung, như cam kết không sát hại các mạng sống, tôn trọng sự sống của con người, bảo vệ hòa bình, thương yêu các loài động vật và gia súc, giữ gìn môi trường sinh thái khỏi các loại ô nhiễm. Đồng thời, người tu học Phật nên phát tâm hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng cứu người và hiến thi thể cho các nghiên cứu y khoa sau khi qua đời. Thì các hoạt động như trên đó, góp phần chuyển nghiệp sát sinh mà chúng ta đã lỡ tạo ở những kiếp trước hoặc là trong kiếp này, bao gồm chiên nấu các loài động vật và gia súc để phục vụ cho món ăn. Trong tất cả các nỗ lực vun bồi cho sự sống đó, thì hiến mô tạng đó là có giá trị thiết thực nhất. Khi bị chết não, tức không còn phản ứng thần kinh, phản ứng giác quan, và thông thường đó, các bác sĩ chuyên gia khi công bố một bệnh nhân nào đã chết não thì người ấy chỉ sống tối đa 3 ngày. Nếu trước đó, đó bệnh nhân này phát tâm hiến mô tạng thì trong thời điểm 3 ngày còn lại có kiếp người, việc mổ xẻ lấy mô tạng ra có thể lắp ghép thành công và cứu sống được từ 5 cho đến 13 người. Và nếu như lục phủ ngũ tạng của ai đó quá tốt, cứu được 13 người, thì về nguyên lý nhân quả đó, người ấy đã triệt tiêu 13 nghiệp giết 13 người trong quá khứ nếu có. Trường hợp người ấy trong những kiếp quá khứ chưa từng giết người thì 13 người được sống nhờ hiến mô tạng này đó đã làm cho người hiến cúng mô tạng và thi thể đó sẽ hưởng được quả sức khỏe và tuổi thọ 13 kiếp trong tương lai. Dĩ nhiên là tác động của nhân quả nó rất là phức tạp, nhưng mà nhìn chung á sẽ đạt được theo công thức nhân nào thì quả đạt. Chùa Giác Ngộ
nơi thầy làm trụ trì từ năm 1992. Thì trong 5 năm qua đó, tổ chức hiến mô tạng được gần 3.000 người. Và năm 2018 đó, thì thầy tổ chức một lần ở Hà Nội tại chùa Pháp Vân, được gần 200 người. Hiến máu nhân đạo đó trong 2 năm mấy qua đó là được gần 9.000 người. Và mỗi năm chùa Giác Ngộ hiến máu 8 lần. Từ năm 2018 cho đi đó, 8 lần hiến máu. Mỗi lần trung bình 500 đến 600 người hiến máu thành công. Do đó, để có được sức khỏe thể chất như biểu tượng làm thuốc và cứu người của đại danh y Lê Hữu Trác, các quý Phật tử và quý bà con cô bác đó nên thực tập theo những điều Phật dạy như thầy vừa nhắc, thì nguyện ước cầu sức khỏe từ đầu năm sẽ được thành tựu. Chứ nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở sự cầu sức khỏe không, lại quên đi những hành động để mang lại sức khỏe cụ thể đó, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng cầu bất đắc khổ, tức là khổ đau do thất vọng, do tuyệt vọng, bởi những nỗ lực của chúng ta không có được kết quả thực tiễn. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy phạn thực kinh hành. Sau khi ăn cơm, đi thiền hành từng bước thảnh thơi. Nếu mỗi ngày ăn 3 cử, đi thiền hành sau khi ăn cơm trung bình 15 phút, quý vị đã có 45 phút vận động mà. Vừa chống béo phì, giảm mỡ trong gan, mỡ trong máu, hệ thống tiêu hóa và tuần hoàn của con người nó trở nên rất là tốt. Quý vị có thể sống thọ mà không đau nhức, tê, bại, liệt, sụi. Phải gieo đúng nhân thì dưới tác động của duyên thuận á, chúng ta mới có kết quả như sự trông đợi. Ăn uống á, theo Đức Phật đó, không phải ăn nhiều là sống thọ, càng ăn nhiều chừng nào, dư chất bổ nhiều chừng nào, tuổi thọ bị rút ngắn chừng ấy. Trong kinh đó, Đức Phật dạy các vị tu sĩ tam thường bắt túc. Ba nhu yếu sau đây không nên đầy đủ. Đó là nhu yếu ăn, nhu yếu ngủ và nhu yếu hưởng thụ. Tức là mình ăn vừa phải thôi, đủ chất thì sống thọ, còn ăn quá nhiều thì chết yểu, hoặc là phát sinh rất nhiều các bệnh tật. Tại Hà Tĩnh, Nghệ An và một số tỉnh thành miền Bắc đó, nhất là những tỉnh lạc hậu về kinh tế và khó khăn về nguồn tài chính đó, thì có rất nhiều các bô lão 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi là nhờ đó, tiêu thụ ít, hưởng thụ nhiều, rồi giải trí bằng TV, Internet đó, một ngày 5-6 tiếng để giảm tuổi thọ dữ lắm. Như vậy hôm nay đó, khi chúng ta làm lễ hiệp kỵ dỗ tổ những bậc tiền bối hữu công với chùa Tượng Sơn và kỷ niệm 228 năm ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, thì điều đầu tiên là phải cam kết giữ được sức khỏe thể chất. Là như vậy đó, chúng ta đó
có ý nghĩa cao quý. Nếu quý vị quan nghĩ với lời đề nghị này đó, thì cho một tràng vỗ tay thật lớn. Điều 2, sức khỏe cảm xúc. Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo, rất quan tâm về kỹ năng quản trị cảm xúc. Bởi vì cảm xúc được Đức Phật sánh ví giống như là sóng ở trên bề mặt của nước biển do tác động của gió. Các biểu đạt thái độ như vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, vân vân, đều là những biểu đạt đa dạng của cảm xúc. Cảm xúc được Đức Phật phân chia làm ba nhóm: cảm xúc tiêu cực, gồm khổ đau, lo lắng, căng thẳng, bất an, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng hoặc là muốn tự tử. Cảm xúc tích cực á, có nội dung đối lập lại với các cảm xúc tiêu cực nêu trên: hân hoan, vui vẻ, phấn chấn, lạc quan, yêu đời, năng động. Không bỏ cuộc nữa chứ. Cảm xúc trung tính là chưa xác định được bản chất thuộc về tiêu cực hay tích cực, chỉ tồn tại nhất thời, sau đó nó sẽ rẽ qua, hoặc là cảm xúc tích cực hoặc là cảm xúc tiêu cực. Tụ trung đó, thì cảm xúc tiêu cực đó, dẫn đến khổ đau, cảm xúc tích cực đó, mở ra hạnh phúc. Cả hai loại cảm xúc này có liên hệ với thân và tâm. Sức khỏe cảm xúc đó, bắt đầu bằng việc quản trị cảm xúc. Khi vui, đừng vui quá độ. Khi gặp các nghịch cảnh, chướng ngại và những yếu tố bất lợi do bối cảnh lịch sử, bối cảnh xã hội, bối cảnh chính trị và những yếu tố khác tác động đó, điều quan trọng đó là điềm tĩnh, truy tìm nguyên nhân, khắc phục và vượt qua, đừng buồn chán. Cho nên để có được sức khỏe cảm xúc thì chúng ta phải tránh, thứ nhất là thái độ cường điệu quá vấn đề, quan trọng quá vấn đề, nghiêm trọng quá vấn đề, sẽ làm cho chúng ta bị buông xuống cảm xúc. Thất bại, nghịch cảnh và khổ đau thì bằng hạt sỏi, người cường điệu nâng lên thành cục đá. Nếu lớn bằng cục đá thì cường điệu lên bằng tảng đá. Nếu bằng tảng đá thì cường điệu lên thành quả núi. Nếu bằng quả núi thì cường điệu thành dãy Trường Sơn, gọi là vạn lý Trường Thành. Bằng cái đó, chúng ta đã vô tình đi đọ và trù dập bản thân mình, và chúng mình không có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thứ hai đó là tránh thái độ càm ràm, càng nhằn, chì chiết, giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, lo lắng, căng thẳng, bất an. Bởi vì những điều đó làm cho chúng ta không thể nguôi ngoai các cảm giác bất hạnh, và điều đó là bất lợi cho bản thân.
chuyện qua rồi khép lại, không cố tình hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa, vì khổ đau không có giá trị để chúng ta quan tâm. Khổ đau được Phật giáo xem như là rác, cho nên á, ai trúng phải các mũi tên khổ đau đó thì hãy lập tức nhổ ra một cách an toàn, tống khứ chúng vào sọt rác, tức là khép chúng lại. Do đó khi ngồi lại tâm sự, đừng kể lại nỗi khổ niềm đau theo cách đó, dựng mồ cuốc mã khổ đau trong quá khứ sống lại, như bộ phim The Mummy Returns của Bollywood, xin lỗi, Hollywood Hoa Kỳ, xác chết Ai Cập trở về. Xác chết thì không thể trở về được, như khoa học giả tưởng á, thì người ta làm được. Rồi trên thực tế khi mình ký ức lại khổ đau thì nỗi khổ đau đó tái hiện lại, và mình phải trải nghiệm lại cái vai khổ đau đó mà vốn nó đã kết thúc rồi. Do đó sức khỏe cảm xúc đó chỉ có thể đạt được khi chúng ta vẫy tay chào với các nỗi khổ niềm đau đã qua, ngoại trừ trong tình huống nhắc lại quá khứ tạo ra một bài học kinh nghiệm, bài học đạo đức, bài học nhân quả, và sau bài học đó chúng ta khép nó lại, đóng cái van quá khứ lại thì chúng ta được an toàn. Hôm qua 17 tháng 2 năm 1979, toàn nước kỷ niệm 40 năm về nỗi đau lịch sử mà Trung Quốc đã xâm lấn Việt Nam. Mấy chục ngàn nghĩa sĩ Việt Nam đã bỏ mạng vì lý tưởng cao quý bảo vệ độc lập chủ quyền của Việt Nam thông qua 6 tỉnh biên giới ở miền Bắc đối với Trung Quốc. Mặc dù cùng ý thức hệ chính trị là chủ nghĩa cộng sản, Trung Quốc đã bảo trợ cho chế độ Khmer Đỏ, cũng là cộng sản tại Campuchia, tấn công Việt Nam. Và chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, quân đội Việt Nam đã đẩy lùi lính của Pol Pot, Hiên Suri ra khỏi lãnh thổ ở các tỉnh tiếp giáp với Campuchia, gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, để giữ độc lập chủ quyền và giải phóng Phnom Penh, cứu giúp nước Campuchia khỏi hiểm họa diệt chủng. Chính quyền Trung Quốc cả dặn về vấn đề đó, cho nên đã cắt quân xâm lược Việt Nam. Và cuộc chiến đó kéo dài đến 10 năm. Thì năm 79, tôi được 11 tuổi. Và mỗi ngày nghe radio đó, thì tôi nhớ các bài ca vận động toàn dân đứng về phía dân tộc để chống lại chủ nghĩa bá quyền Bắc Kinh. Và rất may mắn đó, chúng ta đã khép lại cuộc chiến đó sau 10 năm bảo vệ đất nước một cách oai hùng và bất khuất. Thì khi mình nhắc lại sự kiện là để chúng ta rút ra các bài học lịch sử, chứ không phải để chìm vào trong nỗi đau quá khứ, tái hợp trong quá khứ. Cho nên tư tưởng Phật giáo đó khẳng định với chúng ta rằng là để có không gian tâm trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, quá khứ phải khép lại, tập trung ở hiện tại và mở ra một tương lai cao quý. Do đó quản trị cảm xúc tốt nhất là đừng để tâm chìm vào các kỷ niệm và cái quá khứ. Và cũng đừng để cho tâm quá lo lắng căng thẳng về chuyện chưa xảy ra. Đầu tư
với phương pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng ở hiện tại, vì tương lai lần lượt trở thành hiện tại ta. Đó là chủ trương trải nghiệm hạnh phúc của Đức Phật. Và bằng cách quản trị cảm xúc đó, thì chúng ta sẽ có được sức khỏe cảm xúc, mà về bản chất đó chính là hạnh phúc. Nếu quý vị quan hệ với tinh thần Phật dạy như trên đó, thì chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay để cam kết thực hiện. Điều ba, sức khỏe đạo đức. Nếu sức khỏe thể chất đạt được từ nhiều yếu tố, gen di truyền, vận động cơ thể, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, sống trong môi trường không ô nhiễm, và chế độ sinh hoạt làm việc thích hợp, thì sức khỏe đạo đức là một quá trình huấn luyện, bắt đầu bằng giáo dục đúng, bao gồm giáo dục giá trị sống và nhân cách sống. Tiếc là nhà trường Việt Nam đó suốt gần 7 thập niên bỏ quên môn đạo đức. Thì khoảng một thập niên trở lại đây, chúng ta có môn giáo dục công dân, trong đó quá nhiều nội dung phần giáo dục đạo đức chỉ dừng lại ở một số lớp tiểu học thôi. Và từ đó đó, các cháu học sinh khi lớn lên đó, thiếu các kỹ năng đạo đức. Nhà trường Việt Nam đó, bị ảnh hưởng từ phương pháp giáo dục Nho Gia của Trung Hoa trong suốt 10 thế kỷ đô hộ Việt Nam, đã đưa ra chủ trương mà theo tôi không hay: tiên học lễ, hậu học văn. Lễ chỉ là một và kỹ năng giao tế thôi. Còn chủ trương của Phật giáo là tiên học đức, hậu học văn, tức là phải học đạo đức. Đó là nền tảng sống để tạo ra giá trị sống và lý tưởng sống. Sự suy thoái đạo đức trong Việt Nam hiện tại đó có những trường hợp là báo động đỏ. Chúng ta đã gia tăng số lượng tội phạm và trẻ em quá tội phạm, tàn nhẫn quá tội phạm. Nếu đưa lý do bằng cùng sinh đầu tặc đó thì không thể giải thích được là sau năm 75 chúng ta bị cô lập bởi Mỹ và đồng minh, nền kinh tế chúng ta rất rất kém vào lúc đó. Tại sao tỷ lệ tội phạm không nhiều như bây giờ? Đa khi nền kinh tế Việt Nam đã đạt được ngưỡng thu nhập trung bình 2.600 Mỹ kim trên đầu người mỗi năm, đó là GDP của Việt Nam. Sự suy thoái đạo đức là do thiếu giảng dạy đạo đức trong nhà trường, và cha mẹ đó thiếu quan tâm về đạo đức của con em tại nhà. Nhiều bậc cha mẹ đơn giản hóa khi nghĩ rằng giao khoán công việc đó cho thầy cô giáo tại trường đó là ổn rồi. Thực tế đó, trong nhà trường không dạy đạo đức. Nhà trường dạy các môn học gồm nhóm khoa học tự nhiên, nhóm khoa học xã hội nhân văn, và từ cấp đại học trở lên đó, thì có thêm nhóm quản trị, nhóm giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Ở môn nào đó thì thầy cô giáo tập trung vào nội hàm của môn đó thôi, mà không là dạy lạc đề. Do đó, để giúp cho con em chúng ta có một tương lai hạnh phúc thì các bậc cha mẹ nên làm huấn luyện viên đạo đức cho con em tại nhà. Và tôi cũng rất mong các bậc cha mẹ và ông bà đó mỗi ngày nên dành 2 tiếng cho con cháu của mình, ít nhất là 2 tiếng quan sát, theo dõi, nhắc nhở, đồng hành với con em. Đối với các cháu từ lớp 8 trở xuống đó, tuyệt đối không cho điện thoại thông minh iPhone hay là Samsung Galaxy, không cho chơi iPad,
và laptop, vì các cháu sẽ bị nghiện game, nghiện internet, nghiện Facebook, nghiện phim ảnh, nghiện nhạc, và mất sự tập trung vào việc học cũng như là thể dục giải trí, tăng trưởng sức khỏe. Rất nhiều gia đình giàu đó đã không có các kiến thức về lĩnh vực này, cứ nghĩ cho con mình các cái tiện ích đó là thương con, nhưng mà không ngờ hại con. Tôi làm công tác tư vấn tâm lý và trị liệu trầm cảm từ năm 2002. Mỗi buổi chiều từ 5 giờ đến 7 giờ, nếu không đi tỉnh và nước ngoài đó, thì trung bình có 5 đến 7 trường hợp, phần lớn là thanh niên, bị trầm cảm, được người thân dẫn đến. Rối loạn tâm thần phân liệt, tâm thần đa nhân cách mà dân gian thường ngộ nhận là ma nhập đó, hoặc là tâm thần quan tưởng, tuyệt vọng, có người tự tử, chết thục mấy lần. Thì khi truy tìm nguyên nhân đó, sẽ có những nhóm như sau: sử dụng ma túy, rượu bia quá mức, internet từ 4 tiếng cho đến 7-8 tiếng, rồi thất tình, thất bại, thất nghiệp, giáng chức, căng thẳng trong việc học, trong việc làm. Và đại đa số đó là do nghiện giải trí internet. Do đó, kỹ năng giáo dục đạo đức thì gồm có hai nguyên lý. Nguyên lý một đó là thấy rõ các tác hại của các hành vi xấu đối với bản thân, gia đình, xã hội và cộng đồng. Chúng ta tình nguyện từ bỏ chúng bằng cách tôn trọng luật pháp, những gì luật pháp, hiến pháp tại quốc gia mình sống không cho phép, chúng ta không làm. Nếu bất đồng về điều gì đó trong các điều luật này, chúng ta được quyền góp ý với tư cách công dân. Nguyên lý thứ hai đó, thấy rõ các giá trị hữu ích của hành vi đạo đức, cho nên chúng ta tình nguyện làm, không cần phải nhắc nhở. Dựa trên hai nguyên lý này đó, Đức Phật nêu ra 5 điều đạo đức căn bản mà mỗi người đó cần suy gẫm và làm theo. Đạo đức 1, không được giết người. Nhận thức được rằng giết hại mang lại khổ đau, tôi cam kết tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Trong trường hợp đất nước lâm nguy bởi giặc ngoại xâm, mọi công dân dù nam hay nữ có trách nhiệm yêu nước, tham gia vào cuộc chiến vệ quốc. Lịch sử Việt Nam 3.000 năm qua đó đã bị Trung Quốc xâm lăng 60 lần, rồi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, vì địa chính trị của chúng ta quan trọng, cho nên chúng ta bị dòm ngó bởi các cường quốc. Thì trong trường hợp đó đó, người Phật tử trong việc tham gia vệ quốc đó, không phát xuất từ tâm hận thù, mà phát xuất từ tâm từ bi, không muốn cho dân tộc mình bị khổ đau, và thương kẻ ngoài xâm, không tạo cơ hội cho chúng tạo tội lỗi, phạm pháp quốc tế, phạm tội chống lợi nhân loại. Thì hành động đó đó, dầu có giết người, ở đây là giết kẻ thù, thì cái nghiệp sát đó nhỏ, nhưng mà cái giá trị hòa bình, giá trị độc lập chủ quyền là rất lớn, cho nên chúng ta phải làm. Do đó trong lịch sử mấy nghìn năm của Việt Nam đó, các nhà sư trong giai đoạn Việt Nam bị lâm nguy bởi giặc ngoại xâm, cởi áo cà sa, khoác chiến bào, khi hòa bình lập lại đó lại tiếp tục đi tu. Đạo đức hai đó, không được trộm cắp. Nhận thức được rằng trộm cắp mang lại khổ đau, tôi cam kết tôn trọng sở hữu của người, những gì không cho thì không được lấy. Khi có điều kiện, tôi học hạnh từ bi, thông cảm nỗi khổ niềm đau, chia sẻ các mảnh đời cơ nhở bất hạnh, vượt qua khó khăn.
đó là tương thân, tương ái, tương trợ, và cũng là di sản văn hóa tinh thần của người Việt Nam. Nước Việt Nam chúng ta, nhất là miền Trung, năm nào cũng bị bão lũ tấn công, toàn nước tham gia cứu giúp, cứu ngặt và cứu nghèo. Đạo đức ba đó, không được ngoại tình. Nhận thức được rằng ngoại tình mang lại khổ đau, tôi cam kết chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của người như thể hạnh phúc của gia đình mình. Thì hôn nhân theo Phật giáo đó là một vợ một chồng thôi, đó là nền tảng của hạnh phúc tổ ấm, không có giải pháp khác. Chúng ta cần phải độc quyền hưởng thụ tình yêu trong tổ ấm với một người bạn đời thôi. Cho nên trước khi chọn đó, thì chúng ta được quyền lựa trong số những người mình quý mến, sau đó chọn lấy một người nào đó thì phải gạt những người còn lại qua một bên. Và theo Đức Phật đó, muốn giữ được hạnh phúc trong hôn nhân đó thì phải hài lòng về ngoại hình của vợ chồng mình. Thì sau tuổi 40 đó, ai cũng tăng cân dư ký, rồi 50 trở lên bắt đầu già, tóc bạc, không còn đẹp như ngày xưa. Thì tiếp tục hài lòng về ngoại hình, hài lòng với bối cảnh gia đình, xã hội, đồng lương, lối sống và thói quen. Nếu không hài lòng á, thì mọi sự so sánh khập khiễng đều dẫn đến tan nát hạnh phúc. Đạo đức 4 đó, tôn trọng sự thật. Nhận thức được rằng dối gạt mang lại khổ đau, tôi nói những lời sự thật, những lời tạo dựng hòa hợp đoàn kết, những lời lịch sự và văn hóa, những lời có ích và giá trị. Người tu học Phật không nói đâm thọc, gây chia rẽ, tạo hận thù, chửi bới, quyền rủa, văn tục, nói nặng nhẹ, ngữ điệu khó nghe, không nói tán gẫu, tán dóc, phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo. Điều đạo đức 5 á, là từ bỏ các loại ma túy và rượu gây sai. Nhận thức được rằng ma túy và rượu mang lại khổ đau, tôi cam kết từ bỏ chúng, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân thương. Thì vế thứ nhất á, thuộc về quốc cấm á, và khắp thế giới có nhiều nước á, tuyên án tử hình những người tàn trữ trồng trọt ma túy, buôn bán ma túy ở số lượng nhiều. Ngày rạng sáng 17 tháng 2 2019, tức cách đây chưa được 2 ngày, thì tại Hà Tĩnh chúng ta đó đã bắt được một đường dây ma túy lớn với 294 kg ma túy đá. Ma túy thì gồm có đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, thổi bong bóng cười, và gần đây thì có thêm là ma túy bột bỏ vào trong các nước giải khát, tàn phá sức khỏe, tàn phá tương lai, tàn phá hạnh phúc của mỗi gia đình. Là nếu như không lập chuyên án để phá cái vụ vận chuyển ma túy từ từ Lào sang Việt Nam đó, thì biết bao gia đình tan nát. Cho nên nhóm chuyên án đó cần phải được tán dương lớn về cái kỳ công theo dõi và bắt tại trận. Thì đó là 5 điều đạo đức nếu các bậc phụ huynh nhắc nhở con em mình làm và thúc đẩy con em mình đến chùa để học 5 điều đạo đức đó từ nhỏ. Chắc chắn rằng đó, tương lai của các cháu ấy rất là tươi sáng, về lý tưởng sống cao quý, nhân cách sống cao quý và kỹ năng sống đó, phù hợp với xu thế cao quý của nhân loại. Nếu quý Phật tử cam kết làm những việc này thì cho một tràng vỗ tay nào. Điều 4, sức khỏe xã hội. Đây là khái niệm khá mới mẻ
trong ngôn ngữ Việt Nam, Social Health, được tổ chức sức khỏe thế giới định nghĩa đó, đó là các mối quan hệ xã hội trên nền tảng của sự lành mạnh và bền vững. Chùa Tượng Sơn đã ấn tống rất nhiều quyển kinh Phật cho người bắt đầu và kinh Phật cho người tại gia. Thì trong đó có bài kinh tên là Kinh Thiện Sinh, dịch sát nghĩa trong ngôn ngữ Việt hiện đại đó, kinh dạy về kỹ năng sống thiện. Thì trong bài kinh này đó có 6 mối quan hệ mà tất cả chúng ta đều tương quan hết. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào mừng lãnh đạo của huyện. Đó là mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ giáo dục giữa thầy cô giáo và học trò, mối quan hệ tình yêu giữa vợ và chồng, mối quan hệ giữa bà con huyết thống và làng xóm, mối quan hệ giữa chủ lao động và người hợp tác lao động, mối quan hệ giữa nhà tôn giáo và tín đồ. Thì 6 mối quan hệ này đó tạo ra toàn bộ các giá trị của xã hội và vận hành trên nền tảng phát triển. Thì bài kinh đó Đức Phật quy định rất rõ đó, mỗi mối quan hệ, mỗi người đó phải có 5 trách nhiệm cam kết thực hiện. Ví dụ như đối với thầy cô giáo thì Đức Phật khuyên á, là dạy những điều chưa biết, dạy kỹ năng khám phá, không giấu nghề, dạy những điều thiện và đạo đức. Còn đối với học trò thì Đức Phật khuyên á, là chú tâm học những điều mới, và chú tâm học những điều hay, tư duy nghiền ngẫm để tìm ra những điều mới. Vâng vâng. Còn đối với chồng á, thì Đức Phật dạy tùy thời tặng quà và trang sức đẹp cho vợ, rất là tâm lý. Thì lúc mà mới cua bồ đó thì quý ông thì thường tặng quà hoa đủ thứ hết á, nhưng mà khi làm vợ chồng chính thức rồi đó, quy đổi tình yêu cho vợ thành nồi ơ son chảo. Và đang khi quý bà đó thì sống cảm xúc mà cần cái quà văn hóa, quà bông hồng, thổi si cô la, bánh kẹo, trang sức phẩm, son phấn, áo quần. Cái thực phẩm của người phụ nữ giúp cho họ hạnh phúc là những thứ đó. Thì quý ông là quên đi. Lúc mới yêu bồ ấy, thì quý cô ho một cái là quý ông đi chạy mua thuốc. Mỗi ngày đó là nhắn tin, gọi điện thoại không biết bao nhiêu lần. Khi trở thành vợ rồi đi bệnh viện, ấy, nằm bệnh viện thì chồng cũng chưa đến thăm. Còn đối với vợ đó thì Đức Phật quy định á, phải kính chồng trước sau trong ngoài, tức là phải nể chồng vì cái tôi của đàn ông lớn. Và nếu chồng giỏi hơn, xin lỗi, vợ giỏi hơn, lương cao hơn, vị thế xã hội lớn hơn mà không nể chồng á, thì chồng không hạnh phúc được, gia đình đó dễ tan nát. Cho nên ở công ty hay là cơ quan có thể làm sếp những người khác, nhưng mà về nhà đó phải đóng vai là nương tựa vào bờ vai của chồng thì hạnh phúc đó mới dài lâu. Đó là những yếu tố ứng xử rất là tâm lý. Thì nhắc đơn giản như vậy để chúng ta thấy là Đức Phật đề cập 6 mối quan hệ xã hội nêu trên rất thực tiễn. Trải qua 26 thế kỷ rồi, nếu bây giờ chúng ta mở trang kinh ra để đọc lại, thấy rằng là không ngờ là Đức Phật sâu sắc quá. Thì thực ra đó, Đức Phật đã từng là một nhà chính trị, thái tử Đông Cung bỏ ngôi đi tu, cho nên về chính trị, quản trị đất nước, phát triển kinh tế, hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc, Đức Phật đề cập trong 38.000 bài kinh. Và trước khi trở thành nhà tâm linh thì Đức Phật có vợ là công chúa Yajudala, có đứa con đó là Lahula. Cho nên đó, vai trò làm cha, làm mẹ, Đức Phật đã trải qua. Vai trò của tình yêu giữa vợ chồng, Đức Phật đã trải qua.
Và Đức Phật học được giáo dục cao nhất từ các bậc thầy giỏi nhất. Cho nên cái tương quan giữa trò và thầy, Đức Phật cũng đã từng trải qua. Giờ đó, rất mong quý bà con đọc lại bài kinh Thiện Sinh, Kỹ Năng Sống Thiện, để tăng cường các mối quan hệ xã hội cao quý trên ba nguyên tắc thôi. Thứ nhất, chấp nhận sự dị biệt là phong phú, đừng xem nó là mối đe dọa. Là bởi vì chúng ta khác cá tính nhau, khác lối sống, khác bối cảnh gia đình, bối cảnh xã hội, mà xem cái sự dị biệt đó là gai nhọn á, thì đi tới đâu chúng ta cũng có cảm giác là tôi bị chướng tai, gai mắt quá. Chúng ta không thể tạo ra tính hài hòa, tính tương tác, tính hợp tác được. Thứ hai đó là có tâm rộng lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã vị tha, để thẳng lòng tha thứ những lỗi lầm và sơ suất của người khác, không cố chấp. Nếu mình làm được như thế thì khi mình có lỗi, người khác cũng tha thứ mình được. Đừng rơi vào tình trạng á, hễ đạp cứt là chặt chân bỏ, thì lấy chân đâu mà đi nữa. Ai không có lỗi? Chỉ có các bậc thánh không có lỗi. Mà các bậc thánh phải trải qua bao nhiêu kiếp tu, và trong đời này có được bao nhiêu bậc thánh đâu. Cho nên chấp nhận lỗi lầm là một hiện tượng cam kết á, khắc phục để vượt qua, thì chúng ta sẽ không còn lỗi nữa. Và nguyên lý cuối cùng đó, đó là phải thực tập buông bỏ những nỗi khổ niềm đau, không cố chấp, không hận thù. Chúng ta phải khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Đó là chủ trương của Đức Phật. Bởi vì khi ghim oan trái và thù hận ở trong lòng đó, dầu cam kết để trả thù người nào đó, đang lúc chưa làm được việc đó thì chúng ta đang ghim vào tâm mình một nỗi đau, và cuộc sống theo đó không thể hạnh phúc được. Nước Việt Nam chúng ta đã vượt qua nỗi đau chiến tranh, sự can thiệp của Mỹ trong suốt 30 năm nội chiến đó, đã làm cho Việt Nam chết mấy triệu dân, và binh lính đó, mất ở miền Bắc và miền Nam đó là 300.000 người. Hoa Kỳ đó thì tử trận tại Việt Nam 58.000 người. Nỗi đau chiến tranh đó đã bước đầu được vượt qua vào năm 1995, khi cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt đã mạnh dạn nối kết với cựu tổng thống Bill Clinton để khép lại nỗi đau chiến tranh của quá khứ. Đến năm 2015 đó, thì tổng thống Barack Obama mới chính thức khép lại cái nỗi đau chiến tranh với Việt Nam, với thủ tướng của Việt Nam, và mở ra một chương mới, đó là hợp tác toàn diện, tức là biến cựu thù trở thành bạn. 9 ngày nữa, ngày 27-28 tháng 2, 2016, nước Việt Nam được vinh dự, được Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đó đề nghị chọn làm nơi tổ chức thượng đỉnh lần thứ hai để tiến tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, mang lại hòa bình công khu vực và trên toàn cầu, khỏi nạn diệt chủng bởi loại bom giết người hàng loạt. Thông điệp mà Tổng thống Barack Obama gửi đến cho Kim Jong-un, lãnh tụ của Bắc Hàn đó, đó là hãy lấy mô hình Việt Nam làm điển mẫu. Việt Nam và Hoa Kỳ chúng tôi từ hai nước cựu thù trở thành bạn, bắt đầu từ bình thường hóa quan hệ năm 95, sau đó hợp tác chiến lược, bây giờ là hợp tác toàn diện, và có khả năng trong tương lai hợp tác đồng minh. Việc đó đã được thực hiện tại Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam phát triển, thu nhập Việt Nam đã được nâng cao, 2.600 Mỹ Kim một đầu người là GDP. Và Bắc Hàn đó nên xem đó bài học
về sự tăng trưởng kinh tế, vượt nghèo, tiến bộ và có sự tăng trưởng GDP trên toàn cầu khá ổn định. Chúng ta vừa đạt được 7,01 GDP vào năm 2018, cao nhất trong 10 năm qua. Và theo dự đoán của tôi, thông qua hội nghị thượng đỉnh của Donald Trump và Kim Jong-un đó, thì du lịch Việt Nam sẽ được kích hoạt lớn, đầu tư Việt Nam sẽ được thu hút lớn, tăng trưởng kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ hơn là 7,1%. Tôi rất lạc quan về điều đó, nhờ sức khỏe xã hội ở phạm vi toàn cầu. Cái khoản tiền mà Việt Nam mình rộng lượng bỏ ra để bảo trợ cho hội nghị thượng đỉnh có thể đó là vài chục Mỹ kim, nhưng mà cái thu hoạch đạt được từ cái sự kiện này bởi truyền thông quốc tế đó là lớn hơn nhiều thông qua con đường du lịch và đầu tư cũng như là phát triển kinh tế. Cho nên khi chúng ta xây dựng một sức khỏe xã hội hài hòa, hợp tác, khép lại quá khứ để hướng đến tương lai trên nền tảng hạnh phúc hiện tại đó, theo tinh thần Phật dạy đó, thì tôi nghĩ không chỉ là chúng ta đi con đường đúng, mà đó là con đường hạnh phúc phải đi. Cho nên các quý Phật tử cũng nên cam kết xóa hận thù, xóa oan trái giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, bằng hữu và những người xem chúng ta là kẻ thù, chọt gậy bánh xe, phá đám, gây trở ngại, tạo nhiều khó khăn. Thì trong kinh đó, Đức Phật dạy mỗi bữa tối đó, chúng ta nên thực tập thiền từ bi, nằm ở trên giường, gối không quá cao, quá cứng, không nằm sóc, không nằm nghiêng, nằm ngửa, hai tay không để lên ngực, không để lên bụng, để xuôi theo cơ thể, hít thở kỹ năng thiền, 4 thì, theo công thức 60, hít vào bằng lỗ mũi 6 giây, nín thở 2 giây để thanh khí đi vào đến tận đan điền, thở ra bằng lỗ mũi 10 giây, nín thở 2 giây để trượt khí từ đan điền tống ra khỏi cơ thể, để ý đến 3 vị trí, đan điền, bụng và ngực, khi hít vào, phình ngực, phình bụng, phình đan điền, khi thở ra, thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực, rồi khí đó đi qua thanh quản, khoang mũi và hai cửa lỗ mũi, tống ra bên ngoài. Chỉ tập trung theo dõi hơi thở, quên quá khứ, quên tương lai, quên hiện tại và nhớ đến năng lượng từ bi tỏ ra từ 84.000 lỗ chân lông, hàng tỷ tế bào trên cơ thể, tác động đến người thân thương để nhớ ơn họ, đến với mọi người trong xã hội và đến với những kẻ thù để mong họ trở nên tốt hơn, cao quý hơn. Đức Phật dạy thực tập điều đó mỗi đêm trước khi ngủ trên giường. Đó là bài kinh Thiền Từ Bi. Thì bài kinh này tôi đã dịch và in trong quyển Kinh Phật Căn Bản. Vài hôm nữa thì sẽ gửi tặng ra quý vị. Thì làm được như thế đó, quý vị liên tưởng các quan trái hoạn thù của mình với bất cứ một người nào đó như dây xích bị chặt đứt, như ngục tù bị phá tung, như ổ khóa được mở toan ra. Ít nhất về phía mình không còn quan trái nữa, còn kẻ thù dai, thù dài, thù dở, giận dai, giận dài, giận dở, hận dai, hận dài, hận dở là chuyện của họ. Bản thân mình phải xóa bỏ nó đi thì chúng ta mới được hạnh phúc. Và sức khỏe xã hội đó là rất cần thiết cho mọi sự phát triển bền vững. Vì có 100 người bạn chưa đủ, nhưng mà có một kẻ thù là tê bề qua lá ra. Điều 5, sức khỏe trí tuệ. Đạo Phật là tôn giáo rất quan trọng đến vai trò trị liệu của trí tuệ. Chữ Phật á, có nghĩa đen là người trí tuệ, người tỉnh thức, người giác ngộ, người minh triết. Đạo Phật do đó có nghĩa đen là con đường minh thức, minh triết, con đường tỉnh thức, con đường trí tuệ, con đường tỏa chiếu. Nhưng rất tiếc, 300 năm sau khi Phật qua đời đó, từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, thì Phật giáo bắt đầu bị tôn giáo hóa, vay mượn các yếu tố tín ngưỡng thông qua tiếp biến văn hóa khi đạo Phật có mặt ở nhiều quốc gia khác nhau. Và trong mấy ngày qua thì báo chí Việt Nam phê phán rất nặng về hủ tục cúng sao giải hạn vẫn còn xảy ra ở một số ngôi chùa ở miền Bắc, ở
ở miền Nam thì hiếm khi có chùa nào như thế. Cho đến tháng 2, 2019 thì toàn nước Việt Nam với 63 tỉnh thành có 18.663 ngôi chùa chính thức được chính phủ thừa nhận qua các ban tôn giáo và ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chúng ta đang có khoảng 6.000 ngôi chùa nộp đơn đang chờ đợi để được chính thức thừa nhận là chùa. Như vậy khoảng 24.000 ngôi chùa. Và tại đó thì có 56.000 tăng ni đang tu học và làm đạo trên toàn quốc. Trong số đó có 10.000 tăng đó là người Khmer sống theo dọc đồng bằng sông Cửu Long, gắn kết với gốc rễ Campuchia. Nếu đúng chủ trương của Đạo Phật, nhất là kinh lời dạy cuối cùng 2 tiếng trước khi Đức Phật qua đời đó, thì Đức Phật đã nói rất rõ, làm tăng sĩ thì không nên tổ chức cúng sao hạn, đón tướng, rồi ngày tháng tốt xấu, chuyện hên xui may rủi, vì những điều đó theo Đức Phật là mê tín. Những người tin vào những điều này đó, mỗi khi tham dự vào các lễ cúng đó, thì có được cái sự trấn an tâm lý tạm thời. Mà trấn an tâm lý không phải là giải pháp. Như là những người có điều kiện, từ cái cấp gia đình trung lưu trở lên, mình bỏ một cái khoản tiền để cúng đó, thì mình nghĩ rằng là hạn của mình đã được giải, đã được tháo mở. Ta ghi theo Đức Phật đó, tất cả mọi vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau đều có nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, mình, người, điều kiện, rồi hoàn cảnh, phải truy tìm nguyên nhân, khoanh vùng chúng lại và nỗ lực giải quyết chúng bằng phương pháp đúng. Đức Phật gọi đó là Samma Magga, dịch sát nghĩa là con đường chân chính, phương pháp chân chính, cách thức chân chính. Nếu chúng ta bỏ quên giải pháp này đó, thì mọi nỗ lực trấn an tâm lý đó chỉ làm thêm sự sợ hãi thôi. Hôm nào, tháng nào, năm nào quên làm việc đó, chúng ta bất an, và chính bất an mới tạo ra nỗi khổ niềm đau. Nên tôi rất mong mà quý bà con cô bác đó, khi đến chùa đừng đốt giấy vàng mã, vì như thế là gây ô nhiễm và phá tiền cả tiền của mà mình có. Đạo Phật dạy chúng ta là quy đổi cái số tiền đó thành quà từ thiện để giúp cho các mảnh đời cơ dở và bất hạnh vượt qua khổ đau. Thay vì cúng sao giải hạn, quý vị hãy nên làm việc nghĩa, việc nhân văn, việc nhân đạo, phối hợp với các chùa để đi làm, thì lợi lạc đó lớn biết chừng nào. Như vậy, người có trí tuệ trước nhất là đẩy lùi được các hủ tục mê tín dị đoan và các nỗi sợ hãi. Người có trí tuệ là người có kiến thức về quy luật vũ trụ, quy luật cuộc sống, quy luật nhân quả, quy luật đạo đức, quy luật luật pháp, quy luật kiếp sau tiếp tục diễn ra, và quy luật tiềm năng biến các ước mơ trở thành hiện thực bằng phương pháp đúng. Đó là chủ trương của Đạo Phật. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật nói đó, người có trí tuệ trước nhất sẽ là người tuân thủ luật pháp, tôn trọng đạo đức, sống với lương tâm. Nếu chưa trực tiếp mang lại lợi ích cho tha nhân thì không bao giờ gây phương hại cho bất kỳ ai. Đó là giá trị trị liệu của đạo, của trí tuệ. Trong Kinh điển Pali, Đức Phật đưa ra có hai loại ánh sáng: ánh sáng vật lý và ánh sáng trí tuệ. Ánh sáng vật lý thì bắt đầu bằng sự lập lòe của con đom đóm về đêm. Người đi đồng để đỡ té thì nương vào cái sự bay của các con đom đóm đó để đi đường an toàn. Kế đến thì chúng ta có ánh sáng của đèn dầu, đèn cầy, đuốc, ngôi sao, mặt trăng và mặt trời. Trong các ánh sáng vật lý đó thì ánh sáng mặt trời đó là lớn nhất, phủ trùm nhất, toàn vẹn nhất.
ánh sáng trí tuệ thì Đức Phật nói là có giá trị gấp nhiều lần so với ánh sáng mặt trời, vì nó dẫn dắt cuộc đời của chúng ta đến chỗ bình an. Do đó người tu học Phật đó thì cố gắng làm đệ tử của Phật thì phải giống lông giống cánh với Đức Phật, là tăng trưởng trí tuệ. Muốn tăng trưởng trí tuệ thì Đức Phật dạy có ba nguyên lý. Thứ nhất đó, là nghiền ngẫm chân lý và các quy luật. Thứ hai đó là áp dụng các chân lý và quy luật vào trong cuộc sống thực tiễn. Thứ ba đó là thực tập đạo đức và thiền định để làm chủ cảm xúc. Thì người như vậy tự động phát triển được đạo đức, xin lỗi, phát triển được trí tuệ. Ví dụ như các tôn giáo dạy rằng đó, động đất, sóng thần, rồi dịch bệnh, chết người, tai nạn là do Thượng Đế và Thần Linh tạo ra để trừng phạt con người. Trong Kinh Thánh của các tôn giáo nói rõ điều đó lắm. Đạo Phật không chấp nhận quan điểm đó. Cái đó là cái quy trình thiên nhiên và do tác động của con người về việc khai thác thiên nhiên sai cách, tàn phá thiên nhiên, nó dẫn đến các hậu quả đó. Chẳng có Thượng Đế, Thần Linh nào làm công việc đó. Thì khi mình hiểu được điều này rồi thì mình đâu có sợ sự trừng phạt của thiên nhiên nữa, và phải khắc phục thiên nhiên bằng nỗ lực bảo vệ môi trường và nhiều nỗ lực cao quý khác. Đó là ứng dụng trí tuệ trong việc giải quyết các vấn nạn khổ đau. Do đó làm đệ tử Phật đó, thì các Phật tử lưu ý, chữ Phật tử có nghĩa là người đi theo Đức Phật, học trò Đức Phật, thực tập theo con đường minh triết của Đức Phật chủ trương. Chúng ta phải thể hiện được vai trò trí tuệ trong cuộc sống. Và muốn như vậy đó thì mỗi ngày tôi khuyên các quý Phật tử đó nên dành ít nhất 15 phút đọc kinh Phật. Kinh Phật thì có 38.000 bài kinh, trong số đó 17.000 mấy trăm bài thuộc kinh điển Pali, 18.000 bài đã thuộc kinh điển chữ Hán trong văn học A Hàm, và mấy ngàn bài kinh điển Đại Thừa. Thì hiện nay Việt Nam đã phiên dịch là gần hết rồi. Có 3 ấn bản sách, ấn bản Internet và ấn bản sách nói. Chùa Giác Ngộ do tôi làm chủ trì là nơi đầu tiên cung ứng 2 ấn bản Internet và sách nói, hoàn toàn miễn phí. Quý vị chỉ cần vào đạophatngaynay.com thì có ấn bản Internet về kinh điển. Vào chùa Giác Ngộ.com thì có ấn bản audio, tức là sách nói về kinh. Thì trong tương lai theo dự đoán của tôi đó thì sách sẽ định bản có thể 50 năm, 100 năm sau, nhường chỗ lại cho sách nói hết. Vì chỉ cần có một cái iPhone, iPad, chúng ta có thể mang hàng trăm quyển sách, hàng ngàn quyển sách, hàng triệu quyển sách. Đọc sách thì phải ngưng tất cả mọi việc, nhưng mà sách nói đó thì vừa chạy xe, vừa làm việc, thậm chí vệ sinh cá nhân quý vị vẫn nghe được. Đó là xu thế toàn cầu nhờ tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng ta nên tận dụng các phước báo đó vì nó tốt hơn nhiều so với thế hệ cha ông của chúng ta ngày xưa. Như vậy để lập nghiệp thành công đó, thì ở mức độ của người đời chúng ta chỉ cần nhớ 4 khái niệm này thôi. Nó là ứng dụng của trí tuệ. Thứ nhất, nỗ lực, effort. Thứ hai, kỹ năng, skill. Thứ ba, kỹ thuật, technology. Thứ tư, công nghệ, industry. Việt Nam chúng ta đó mới dừng lại ở 2 yếu tố đầu thôi, nỗ lực và kỹ năng. Cho nên đó, chúng ta mới có thu nhập trung bình. Nếu lập nghiệp mang tính cách cá nhân mà dừng lại ở nỗ lực thì chúng ta vẫn làm nhân viên, làm lính, làm ô xin, làm lao động phổ thông, chỉ giải quyết được vấn đề cơm áo gạo tiền hết suốt cả một kiếp người. Nếu có kỹ năng đó, thì chúng ta sẽ cơ giới hóa được nông nghiệp và cơ giới hóa được việc làm, thì chúng ta có thể nâng mình lên thành trưởng phòng hoặc là manager quản đốc.
lương cao hơn người khác khoảng 5 lần rồi cũng là người làm công. Chúng ta cần phải đầu tư hai lĩnh vực, đó là kỹ thuật và công nghệ. Kỹ thuật có thể tạo ra hiệu suất kinh tế gấp 100 lần so với nỗ lực và kỹ năng. Các nước phương Tây đã đầu tư vào lĩnh vực đó trước Việt Nam 100 năm, bắt đầu từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất năm 1802. Chắc chắn Việt Nam không thua nước nào trên toàn cầu, nhưng mà chúng ta chưa có chính sách để các chất xám đó hóa rộng, chất xám đó đi khắp tha phương cầu thực, làm giàu cho những nước khác, nhưng mà lại ít có cơ hội để phục vụ cho Việt Nam ở trong nước. Cho nên là chúng ta cần phải đầu tư vào kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, giáo dục, kinh tế, dưới góc độ là 4.0. Mà muốn như vậy thì đầu tiên phải giải phóng tầm nhìn và tư duy đó 0.4, ra khỏi não trạng của mình. Thì đất nước Việt Nam đó, trong 2 thập niên tới, trên nền tảng cái đà tiến bộ kinh tế và tăng trưởng GDP cao nhất trong khu vực đó, chúng ta có thể đạt được 70% của Singapore và Hàn Quốc nếu tiếp tục đi đúng con đường này. Mà muốn như vậy đó thì mỗi người dân đó cũng phải cần có tư duy 4.0. Phải tự hào dân tộc, đừng mặc cảm tự dân tộc. Nước Việt Nam chúng ta không nhỏ, diện tích Việt Nam chúng ta không bé, chất xám Việt Nam chúng ta không thua ai. Chúng ta chỉ thiếu yếu tố đoàn kết, vốn là sức khỏe xã hội đó, chúng ta kém cái vấn đề đó so với quốc tế. Và tính kỷ luật của người Việt Nam kém. Cho nên á, chúng ta dễ rơi vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân, và do đó không phát huy được sức mạnh dân tộc. Thì vậy theo Đức Phật á, sức khỏe trí tuệ giải quyết được các vấn nạn ở mức độ quy mô, quỹ mô, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội ở phạm vi quốc tế, châu lục, khu vực, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay cá nhân, đều có thể giải quyết được bằng trí tuệ hết á. Lập nghiệp là cá nhân hay là tập đoàn á, cũng bằng trí tuệ đó, thì chúng ta sẽ có được thành quả rất là to lớn. Và nếu như các quý phụ huynh thấy việc đó theo lời dạy của Đức Phật á, là đáng làm, thì cam kết chịu khổ cực thêm vài năm nữa để cho con cháu mình học thành tài, giải quyết được cái nghèo của cha mẹ và ông bà tổ tiên, và giúp cho nước Việt Nam á, từ thu nhập trung bình trở thành thu nhập tiên tiến, và trở thành là nước giàu. 50 năm sau, 70 năm sau, chúng ta sẽ trở thành là một cường quốc như các nước khác. Thế vì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Kính thưa quý vị lãnh đạo huyện Hương Sơn và các vị lãnh đạo của xã Sơn Giang cùng quý bà con cô bác, thì ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm 228 năm ngày mất của Đại Danh Ni Hải Thượng Lãn Ông 1720-1791. Tôi nhắc lại về 6 loại hình sức khỏe quý hơn vàng dựa vào kinh điển Đức Phật dạy, để cùng cam kết làm thế nào đó tôn vinh ngày lễ hội Hải Thượng Lãn Ông. Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông đó đã được Bộ Văn hóa Du lịch Thể thao liệt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể từ năm 2016. Đó là vinh dự lớn cho tỉnh Hà Tĩnh chúng ta. Và chùa Thượng Sơn là một ngôi chùa được vinh dự gắn kết với quần thể di sản văn hóa lịch sử cấp quốc gia do Đại Danh Ni Hải Thượng Lãn Ông xây dựng. Thì cùng hòa với các chuỗi hoạt động tôn vinh Đại Danh Ni Hải Thượng Lãn Ông đó, thì hôm nay chúng ta có lễ cầu sức khỏe để cam kết đạt được 6 loại sức khỏe: sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe đạo đức,
sức khỏe xã hội, sức khỏe môi trường và sức khỏe trí tuệ. Vì thời gian cho phép, tôi đã tỉnh lược phần sức khỏe môi trường và cầu chúc tất cả các vị khách quý cùng các quý Phật tử gần xa được thân khỏe, tâm an, vạn sự hanh thông, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, và các nỗ lực quý vị đều đạt được sự phát triển và tăng trưởng bền vững. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.